Ferrari đã vừa chào đón thêm một thành viên mới thuộc danh mục sản phẩm Sport khi họ chính thức ra mắt chiếc 296 GTB. Ý nghĩa của cái tên 296 bắt nguồn từ động cơ 2992cc 6 xi lanh và hậu tố GTB quen thuộc là viết tắt của cụm từ Gran Turismo Berlinetta. Hệ truyền động của 296 GTB như một phiên bản rút gọn của SF90 Stradale, khi nó cũng có cấu hình hybrid cắm sạc, nhưng không hướng tới hiệu suất mà tập trung vào trải nghiệm lái. Khối động cơ mới có kết cấu 6 xi lanh hình chữ V nằm lệch góc 120 độ, sẽ cho phép bố trí hai bộ tăng áp nằm ở phía trong, mang đến những lợi ích về trọng tâm, không gian và hiệu quả dòng chảy khí nạp. Với những công nghệ đốt trong tân tiến nhất của Ferrari được áp dụng, nó sản sinh tối đa 663 mã lực và 740 Nm, ứng với tỷ số công suất trên dung tích cao kỷ lục là 221 mã lực trên lít và vượt mặt cả đàn anh SF90 Stradale. Một động cơ điện sẽ phối hợp với máy xăng qua bộ truyền động TMA, giúp tạo ra tổng công suất lên tới 830 mã lực và truyền toàn bộ sức mạnh tới cầu sau qua hộp số ly hợp kép 8 cấp. Khối pin 7,45 kWh và motor điện khiến xe chỉ nặng hơn 35 kg so với F8 Tributo, dẫn đến tỷ số khối lượng trên công suất đạt 1,77 kg trên mã lực. GTB dễ dàng đánh bại đối thủ McLaren Artura về mặt hiệu suất khi nó tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,9 giây, lên 200 km/h mất 7,3 giây và đạt tốc độ tối đa trên 330 km/h. Ferrari đặc biệt nhấn mạnh về trải nghiệm trên 296 GTB khi họ cố gắng tạo ra âm thanh hấp dẫn từ động cơ V6 tăng áp, mức gia tốc ấn tượng và khả năng lái linh hoạt nhờ vào trục cơ sở được rút ngắn. GTB được trang bị hệ thống phanh điện tử Drive-by-Wire và công nghệ ABS EVO mới, sử dụng 6 cảm biến theo dõi độ bám để giảm được 10% quãng đường phanh. Xe còn có thể chạy thuần điện trong phạm vi 25 km với tốc độ tối đa 135 km/h. Ngoại hình của 296 GTB mang âm hưởng của chiếc 250 LM, với phần trụ A giao với mui xe gấp khúc, phần kính sau nằm thẳng đứng và thiết kế đuôi xe kiểu cam sail. Nắp che động cơ nằm thấp như những phiên bản mui trần Spider. Khu vực đuôi xe lạ mắt với cụm đèn hậu thanh mảnh nằm ngang và ống xả được đặt lên cao ở ngay chính giữa. Phần mũi của 296 GTB áp dụng thiết kế cánh gió mới gọi là T-tray, sẽ tạo ra một vùng áp suất cao để giảm bớt không khí bị hút vào gầm xe. Khe gió rẽ không khí sang hai bên góp phần làm giảm lực cản. Mui xe tích hợp cánh gió và có thêm một cánh gió chủ động nằm ở cản sau giống như LaFerrari, giúp cung cấp 360 kg lực ép khi ở vận tốc 250 km/h. Khoang lái của 296 GTB chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ SF90 Stradale, với một màn hình cong cỡ lớn đậm chất công nghệ nằm phía sau vô lăng. Ngay bệ trung tâm là cần số kiểu chữ H mới. Những chi tiết khác như mặt táp lô, ốp cửa hay ghế ngồi đều có tạo hình hiện đại nhưng không kém phần thể thao. Giống như SF90 Stradale, 296 GTB cũng được cung cấp gói nâng cấp Assetto Fiorano, sẽ bao gồm giảm xóc Multimatic giống như xe Dual City, sử dụng nhiều vật liệu nhẹ giúp cắt giảm được 12 kg, và giải sơn livery tuyệt đẹp ở phần ngoại thất. Vừa rồi là video tìm hiểu chi tiết Ferrari 296 GTB. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo của những video giới thiệu về công nghệ và các mẫu xe mới nhất hiện nay của xe 24 giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.